viên đấy chú. Đúng rồi. Kiểu sinh viên mới ra trường chưa tìm được việc ấy, kiểu vậy ấy mà. Rồi. Đấy. Giờ nó thổi vào cho cái tầng lớp học cấp 2 như con đứa chú mới học cấp 3, rồi là những người chuẩn bị vào đại học hoặc là ra đại học xong ấy. Có một giấc mơ Mỹ hoặc giấc mơ phương Tây rất là đẹp. Đúng, có Đấy. nghĩa là một cái thiên đường, một cái con đường trải lụa đang ở bên nước đấy. Rồi đấy là đối với lại đối phương Tây, đối Việt Nam lúc nào cũng nói Việt Nam xấu, Việt Nam phải đa đảng, đa nguyên đảng, Việt Nam phải được hưởng dân chủ cơ. Đó. Việt Nam phải bằng nước nọ bằng nước kia cho giới trẻ các cháu là bắt đầu mới nghe là nghe không không rõ, bắt đầu mới lại vùng lên là đá đảo chính quyền, rồi đòi thay đổi hiến pháp, rồi đòi đa nguyên đa đảng, rồi nó làm cho trong nước mình phe phái lục đục lên, bắt đầu là tự trong nước mình đánh trong nước, đánh hộ cho nó. Đúng, Hay cháu hiểu chúng nói, tức là bây giờ nó thua rồi, nó không đánh được, nó lấy người Việt Nam, đánh người Việt Nam gọi là lấy người ông được với ông đó. Nó thổi những cái tốt đẹp và nó xấu nước mình để cho giới trẻ nó quay lại chê đất nước, chê công lao của ông cha ta, bắt đầu quay ra lật đổ lẫn nhau, đánh đạp lật đổ nhau, lật đổ hộ cho nó để nó quay về. Nhưng mà nó hơi mơ, người Việt Nam mình chú nói con nghe, người Việt Nam mình càng nghèo người ta càng yêu nước, đúng đang chưa, rồi, vâng. người Việt Nam mình càng những vùng nông thôn càng nghèo ta càng yêu nước. Cháu nói với chú nhà Nghèo nó bên cũng cạnh cho chú một cái câu chuyện năm cái năm khi mà cháu đang học ở ở ở bên bên Nga ấy, thì 17 tuổi cháu sang đấy mà, thì cái thời gian đấy cháu học xong thì bắt đầu là cháu với lại cũng mở xưởng rồi cháu cũng, kinh doanh buôn bán bên đấy. Thì ở trên chợ ấy, ở đấy thì nó có hai cái chợ lớn là chợ gọi là chợ chim và chợ Liu và Liu Nô đấy, là hai cái trung tâm thương mại lớn to ở Moscow ấy. Thì khi anh em ở trên chợ thì cứ hay ngồi nói chuyện đấy chú, cứ hay ngồi nói chuyện chém gió vậy để cho nó hết ngày ấy. Thì bảo thì bây giờ mà đánh nhau như ở Việt Nam mà đánh nhau với Trung Quốc thì có về không? Ai đấy bảo là về ngay, đánh liên cùng luôn, hầu như đến 100% luôn. đúng rồi. Nên cho nói với chú, tuy ở trong đấy thôi nhưng mà tất cả những người mà người ta đi ra ngoài, người ta kiếm tiền làm việc mà không có cái ý đồ cực đoan nên đấy, cho nói với chú là rất là yêu nước luôn. Dù thế nào nữa, kể cả như là mình chỉ cần là nói chuyện vậy thôi, nhưng mà để mà nói ra, để mà nghĩ ở trong trong lòng ấy, thì tất nhiên là mỗi ai cũng có một cái quê hương đấy, nên là nghe thấy như thế thích lắm. Cho nói chú ngồi nói chuyện mà bây giờ về mà Việt Nam nói nhau về ngay đấy, Đúng rồi. không cần nữa, về về hết, về nói nhau cho nó sướng. Thế nên cháu mới bảo là con người Việt Nam mình ấy nó đoàn kết lắm, nó không như cái đội mà đa que xỏ lá đâu. Để chú dẫn chứng cho cháu một cái điểm thế này nhé, họ ba que họ cứ tự tự cho họ là giàu, với tự họ cho họ là chính nghĩa, tự cho họ đẹp. Chú nói vậy chú biết là họ mơ tưởng này, bốn mấy năm nay họ không làm gì được mà đất nước mình cứ phát triển là cái nhất. Cái hai bây giờ họ thử mang cái lá cờ ba sào qua đi giữa đường phố cho là dân có đánh chết được. Không cần công an, không cần nhà nước, chỉ cần dân nó ra nó lùi nó sẽ đánh chết. À, Chú nói trong nghe trong vậy cái thì rõ ràng cái tư tưởng của họ là tư tưởng rẻ rách chứ là cái gì. đúng Đang chẳng với chú nói là bây giờ chú lấy ví dụ cho mấy ông bà quen biết là cơ ông rẻ rách này. Bây giờ đất nước Việt Nam đang yên bình thì tự nhiên có nhóm người mà cứ vác cờ vác học đi đường, dân nó tập trung đánh chết ấy. Đánh chết ngay luôn, nó đánh chết thẳng cẳng luôn, không cứu được gì. Đó, chú lấy ví dụ để cho biết là cái tư tưởng của người ta là nó thối nát, cái tư tưởng của người ta là dân tộc nó không chấp nhận được. Đó, tư tưởng người ta không bao giờ thành đạt được. Lý do là họ không ăn không nói có, nói tầm bậy tầm bạ, nói không đúng cái gì cả, cái gì Việt Nam cũng xấu mà cái gì nước ngoài cũng đẹp đấy. Đấy, mà tư tưởng của họ là cực đoan. Đấy, mà bây giờ chú hỏi cháu nghe chứ. Bây giờ chỉ cần một nhóm người mà đi giữa đường Sài Gòn, giữa đường nội hà, một đất bất cứ vùng quê nào Việt Nam, dân nó biết thì nó anh chết. Biết tụi này tụi chống phá nước là anh chết luôn. Cho nên là chú cháu mình nói đây để làm ví dụ cho đến tai ông bà quen ông không biết là ông chỉ có mơ thôi, ông không làm gì được. Đất nước Việt Nam không có
đất nước Việt Nam mình, chú nói cho nghe là không có cách mạng màu đâu, không như các nước Đông Âu với các nước Ả Rập đâu, không có đâu, đừng có mơ. Nền kinh tế cháu Việt nói Nam đang cháu nói chú như chú cứ vào cái trang cá nhân của cháu ấy, cháu vẫn để cái tờ tiền đô với tờ 100 đô ấy ở cái hình ấy là cháu đấy. Ở cái hình là cháu đấy, cái tờ 100 đô ấy, nên là đội nhìn nên phải kiềng kiềng cháu ra. để chú nói cháu nghe đi. Việt Nam kinh tế phát triển đến mức độ chú nói cháu nghe là để nói cháu nghe, chú ví dụ đi, ở cái khu vực chú ở một huyện thôi, một cái khu nghiệp nó phải bằng cả cái huyện của chú đang ở đây nhá, tính các nhà máy khu nghiệp nó bằng cả cái miền Nam ngày xưa trước giải phóng, các nhà máy xí nghiệp nó nhiều mức độ như vậy. Cho nên là để biết là kinh tế nước mình phát triển như vậy. Thứ hai là cháu làm đồ gỗ, nó biết là Việt Nam giờ ăn chơi lắm, nhà cái nhà mua bộ gia công 200-300 triệu cũng là bộ bình thường cháu ạ, 200 triệu với lại 300 cũng là bình thường thôi. Còn cái loại cháu nói cả tỷ bạc cái bộ ghế ba người khiêng, cái ghế cháu làm mà giờ nó khoảng từ 500 đổ lên là một ghế phải phải hai người khiêng ba người khiêng. Chú biết Là rồi. về cái công việc thì nó cũng tùy từng ấy thôi, còn hầu như những tất cả như là về cái này thì như chỗ cháu đây làm thì cháu cũng không phải là giàu hơn ai, nhưng mà cháu đủ ăn đủ mặc đủ tiêu đấy, chứ còn đây là nói trong góc độ của cháu. Còn người dân thì cháu thấy thì ở chỗ cháu đây thì còn hơn cháu nhiều lắm. Chú đây chú Đó. nghèo lắm, chú nói con nghe đây, chú nghèo lắm, hàng xóm chú nó giàu lắm. Đó. Vùng chú ở này, chú thì nghèo, chú đang ở nhà cấp 4 này, chú quay cho con coi, đó, đang ở nhà cấp 4 này. Chú chưa xây được nhà, chú đang ở nhà cấp 4, các em còn nhỏ, chú chưa xây được nhà, nhưng mà vùng này chú thì giàu lắm. Mới ba quê ông nổi, chú ra là cổng chú quay nhà, cái này chú quay, các ông về công ty lắc mắt, công nhìn, không không có khả năng, không mua được nhà. Mà thật câu vậy, chú không phải chú khinh rồi. Chú này thì chú nghèo nhưng mà xóm thì chú là nhà nào cũng có nhà lầu, chứ nhà nào cũng có nhà lầu khác. Chú nói như thế thì cháu hiểu, tại vì làm sao, tại vì như như tuổi của tất cả các chú các bác bây giờ là cái tuổi mà nói chung là chỉ là đủ ăn thôi, không phát triển được nữa Nhưng mà đấy, cái chú lớn rồi. cũng tại vì là các chú là cái thế hệ đợt trước, cho nên là nó vẫn còn đang rất là khó khăn. Thế đến Đúng bây rồi. giờ xã hội nó đi lên thì các chú đã có tuổi rồi Đúng đấy, rồi, đấy chú lên đầu hết thì rồi. không thể nào mà chê trách được đấy. Nhưng ngược lại, bù lại bây giờ như các chú có con đúng không, chẳng hạn như là bằng tuổi bọn cháu hoặc là hơn tuổi bọn cháu đấy, các anh các chị ấy làm có khả năng còn rất là nhiều những vật chất này nọ đấy, chứ không phải là như 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 tuổi các chú thì là bây giờ là nó có tuổi rồi đấy, không thể nào mà bảo bây giờ như 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 thanh niên, đàn ông thanh niên hay là tất cả như là mọi người người ta khỏe mạnh, người ta làm ngày 500 1 triệu đúng không, như chú thì tuổi già thì làm sao mà làm được, bế cháu còn đang chưa hết nghe chưa hết giờ. Các chú thì tuổi lớn thì cái tuổi em giàu nó không còn các cháu nữa, nhưng mà chú sướng ở nước ngoài là chú bằng này cái đầu chú chả phải làm gì cả, chú chơi Vâng. lâu rồi, chú chơi mấy chục năm nay chú chơi chứ làm vớ vẩn, năm chú làm vài năm năm chú làm từng tháng về 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 mà tuổi chú giờ có đi làm chứ qua làm tập thể dục là chính thôi, còn chú làm thì chú thuê người làm chứ đâu có làm, cháu có chưa. Vâng. Ở nước ngoài không làm cái chết, thì các chú ở đây các chú làm gì, các chú thuê người tí chú thuê chứ làm gì, làm gì thì lâu lâu chú ra làm ngày 1-2 tiếng thì ví dụ đi chơi quanh năm ngày tháng lâu lâu làm 1-2 tiếng cho nó tập thể dục thôi, cho nó khỏi to bụng thôi, chứ như chú là tuổi chú là tuổi chú ở bên nước ngoài làm đến chết ngày làm 10 mấy tiếng, cái chú ở Việt Nam chú chơi không chú đâu có làm gì, mà lâu lâu có làm tí gọi là làm tập thể dục cho nó ra mồ hôi ăn cho nó ngon cơm thôi, mà còn làm gì có chú thuê người chứ. Chú cứ nói đi chú. À, rồi ở vùng chú nói con cái vùng chú nghe, vùng chú thì dân vùng chú là dân nông thôn mà người ta giàu lắm. Vâng. Đó.
giàu ở chỗ cái là vùng này ta cũng buôn bán, rồi vùng này ta cũng có nhiều người đi Mỹ lắm. Thứ hai là vùng này, các biết là vùng nó gần thành phố Biên Hòa, đất có giá lắm, À, đúng dân rồi. làm rẫy giờ nó chú khẳng định là giàu hơn bên Mỹ. Dân làm rẫy vùng này, dân làm rẫy nông thôn vùng này là chắc ăn thì người ta giàu hơn bên Mỹ. Ở trong đấy là hay là trồng trồng cà phê ở chú hay là cái gì chú? Vùng của chú đây là vùng gần sát bên Phú Hòa, dân thấy ăn chơi không rồi, đất nó đắt đấy. Thì nhiều có tiền ta buôn qua lại đất lại, còn dân nó nghèo, nó có đất thời xưa đây lại, giờ cứ để lâu lâu nó bán miếng ăn dần, biết người ta cũng làm dịch vụ buôn bán nữa. Có những người không buôn bán thì ta làm trang trại, chăn nuôi gà heo, cháu hiểu ý chú nói là chăn nuôi gà heo, dân nó buôn bán như ngoài các cháu thì cũng có người dân từ vùng đó chú nó làm đồ gỗ, mà vùng chú là vùng gần hôm nay làm đồ gỗ như ngoài Bắc. Vùng nào làm đồ gỗ thì chuyên làm đồ gỗ ấy, còn vùng nào không làm gỗ thì ta làm trang trại chăn nuôi, chỗ thì trang trại trồng rau, chỗ thì nuôi trại nuôi gà, chỗ vùng chú trại nuôi gà nhiều lắm, nhà này mới trại nuôi gà, nhà mới trại nuôi cúc, nhà thì mới trại nuôi heo, nhà này mới trại trang trại trồng rau rồi nuôi cá, rồi dân thì chỗ này làm đồ gỗ, chỗ này làm khu nghiệp, rồi dân thì buôn bán, rồi các công ty xí nghiệp ở quanh chú nhiều lắm. Nhưng mà chú nói sơ qua tại sao chú nói dân làm giấy để giàu hơn dân Mỹ, vì đất ngày xưa thì nó rẻ. Cháu hiểu Đúng ý chú rồi, nói giờ làm đúng dân làm rồi. rẫy, giờ cũng có nhà dân làm rẫy, nhà nhà có nhà nào nó có năm, nhà nào có 5 hecta rẫy là có 50 tỷ rồi, năm Đúng mươi tỷ là mấy euro thôi, đúng nhà nó rồi, ít ra nhà nào lèng phèng được vài sao mới đánh mấy tỷ rồi, mấy tỷ là mấy trăm đúng ngàn đô rồi, rồi. đúng. Chú cho nó biết như vậy, có những nhà vùng chú có nhà ta mấy hecta đất, nhưng mà đất bên đây đất có chỗ là mấy chục tỷ mới nhét rồi, mười mấy 20 tỷ chỗ nào rẻ 5 tỷ rồi, có thấy không đó. Thế nên là nó như vậy.